Chiều nay, những giải thưởng cao nhất trong vòng chung kết cuộc thi sáng tạo công nghệ WeTech 2021-2022 đã được công bố. Nội dung nổi bật sẽ có trong cụm tin sau đây. Khởi động từ tháng 11 năm 2021, cuộc thi WeTech năm nay có chủ đề We True Human Tech, thách thức trí tưởng tượng, đã thu hút 85 đội thi đăng ký với 90 đề tài cùng những ý tưởng công nghệ đầy sáng tạo và cập nhật. Cuộc thi nhằm tôn vinh những ý tưởng sản phẩm công nghệ đột phá để phục vụ các nhu cầu của con người, nhu cầu của chính các em học sinh và đóng góp hữu ích cho xã hội và cuộc sống. Cuộc thi bao gồm 6 chủ đề là giáo dục sức khỏe, đời sống gia đình, thông tin truyền thông, môi trường xã hội và kinh tế du lịch. 25 đội thi có đề tài nổi trội được vào vòng chung kết. Kết quả chung cuộc được công bố vào chiều ngày 6 tháng 5. Giải nhất bảng trung học phổ thông thuộc về đội Starseed 11AB2 và 3, trường trung học phổ thông Wellspring với sản phẩm thực tế ảo về các di tích hoặc sự kiện lịch sử. Giải nhất bảng trung học cơ sở thuộc về đội BAP Programmers với sản phẩm AppTech Edu tăng cường kết nối giữa học sinh và giáo viên và đội Beer & Brew với sản phẩm app hỗ trợ du lịch Global.